Dạ rồi, hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày gần đây, anh em hiệp sĩ Bình Dương phải nói là càng ngày càng ghi nhận càng nhiều, đặc biệt là rất nhiều các anh trai tuổi đời nhiều người đều rất nhỏ và nhiều người thì cũng tương đối rất khá lớn tuổi rồi về đây với mong muốn nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm vợ. Đây tiếp tục câu chuyện tiếp theo, một em trai hiện nay đang sinh sống ở một nơi rất xa về đây mong muốn nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm vợ. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin chào em trai nhé. Em cho biết em tên gì? Dạ em tên Nguyễn Em Sóng. Sóng hả? Sóng. Sóng hả? Dạ. Ồ, sóng cố bờ hả? À. Sóng nhiêu tuổi rồi? Sinh năm mấy? Sinh 1983. Em quê ở đâu? Dạ quê ở Trà Vinh. Trà Vinh hả? Tay cho run đùng đùng vậy. Bình tĩnh đi. Hít sâu vào. Rồi, Sóng cho anh biết là hôm nay em về đây nhờ anh em mình chính mình trước tìm ai? Dạ tìm vợ em là Lê Thị Hương. Sinh năm 1975. Vợ là gì? Dạ. Vợ tên gì? Lê Thị Hương. Hương à? Dạ. Hương Sóng. Sóng Hương à? Vợ là sinh năm 1975. Dạ. Em là 1983. Dạ. Ồ, 75, 83 là mấy tuổi? 75, 80. 83, 8 tuổi hả? Vợ này là được mấy người con rồi? Dạ, hai. Hai à? Trai hay gái? Dạ, đứa lớn gái, đứa trai nhỏ, cha. Con em nhiêu tuổi rồi? Lớn 22 tuổi. Dạ. Bé nhỏ nhiêu? 14 tuổi. Oh. Hai vợ chồng mình là có đăng ký kết hôn không? Dạ có. Có không hả? Dạ. Vợ em quê ở đâu? Dạ quê vợ em cũng ở Tiểu Cần, Trà Vinh luôn. Trà Vinh hả? Quê là có gần nhà nhau không? Dạ gần. Vậy là sao? Cái cơ duyên nào em lại gặp vợ? Dạ em đi chơi. Ủa, đi chơi hả? Đi uống cà phê hả? Hay là đi bar hay là đi đâu? Thì em đi uống cà phê với bạn. Cà phê quán có lãng mạn mà lại gặp được cô vợ dễ thương vậy? Dạ không, quán công viên. Ồ, cà phê công viên nước hả? Công viên ở đấy có nước không? Dạ có nhưng mà không có xuống dưới chơi được. Ồ kì vậy hả? Thế là mình gặp vợ lúc đó mình quen nhau làm quen thôi hả? Dạ. Quen nhau, yêu nhau lâu không? Dạ cũng mấy tháng nha. Mấy tháng luôn hả? Thế là tình yêu bắt đầu là cháy bỏng ấy hả? Dạ. Nên là quyết định là thương nhau. Dạ. Lúc bây giờ là em làm cái nghề gì? Thì lúc đó em còn thanh niên ở nhà phụ cha mẹ làm ruộng. Lúc bây giờ là mối tình đấy là mối tình thứ mấy rồi? Dạ, thứ hai. Thứ hai hả? Vậy là thằng hai người quyết định là kết hôn. Dạ. Sống với nhau. Dạ. Em hiện nay đang làm nghề gì? Dạ em làm thợ hồ. Thợ hồ hả? Lương cao không? Dạ dưới quê ngày có 300 hả? Cũng rẻ vậy hả? Quê anh là lương thợ hồ 600 không à? Ừ, rẻ vậy. Bữa nào lên anh giới thiệu cho mấy mối, anh có mấy ông bà thầu xây dựng, thầu lớn. Ừ, nhá. Tìm được vợ về, hai vợ chồng lên đây làm chồng thợ thì vợ phụ, được không? Dạ, được. Vợ em ở quê làm gì? Dạ, vợ em hồi đó giờ không có làm nha, ở nhà. Ở không ấy hả? Dạ. Lý do tại sao vợ ở không? Tại em cho vợ làm. Ôi giời. Vậy mình chiều vợ vậy hả? Cưng nhờ. Vậy mình làm như vậy, mình nuôi vợ và các con như vậy là có ổn không, đủ không? Dạ ổn. Việc nhiều không? Dạ, việc nhiều có khi em làm tới 11, 2 giờ phi. Ui trời. Vậy là mình làm như vậy là tính lương được nhiều không em? Dạ không, anh bằng ngày em đi làm hồ rồi 5 giờ chiều về em ra ruộng, ra gãy. Rồi làm gì nữa? Đó, mình thứ phân, xịt thuốc rồi tới. Em trồng cây hoa màu hả? Dạ. Mình trồng cây gì vậy? Dạ ớt với dưa hấu. Bán một vụ rồi thu hoạch được nhiều không? Có năm thì lợi, có năm có vụ thì lợi, có vụ thì lỗ. Ôi giời. Thế thì đi theo thời tiết á, nếu mưa ít á thì mình được mùa thì... Nhiều khi được mùa thì có được giá không? Dạ. Được mùa có được giá không? Nhầm năm được giá, nhầm năm thì không được giá hay gì. Thu được nhiều nhất được nhiêu? Vụ được 100-200 triệu không? Dạ được, có khi lỗ cũng 100-200. Ôi giời ơi. Sao mình được ăn, mình căn, mình được ăn, mình dình, mình được ăn cái mình nghỉ luôn. Được không? Thế là vợ ở nhà không nấu cơm thôi hả? Nội trợ thôi hả? Dạ. Hay là em nấu cơm luôn? Có khi có lúc trước về em nấu, lúc sau này em đi làm em tự nấu. Ôi trời. Vợ ở nhà nấu cơm không nấu được hả? Tại em yêu vợ em cái gì nhất? Yêu thương cái gì nhất? Cái gì em cũng thương hết. Cái gì ấy? Trời ơi. Cứng vậy. Thế em cho anh hỏi này, từ trước thì em có bao giờ chửi la dày vợ không? Dạ. Không luôn hả? Thế sao vợ lại bỏ đi?
hôm vợ em bỏ đi có hai chồng cự lộn không mấy tiếng, ví dụ vợ em xài điện thoại không gõ gàng á, rồi em hỏi dù điện thoại sao xài mà cài vợ chồng mà cài mật khẩu không cho em đụng á, cự lộn mấy tiếng thì vợ em bỏ đi. Chỉ có cự lộn cái điện thoại. Dạ, cự cũng được 30 tiếng nữa. Trước đây vợ em có khóa mật khẩu không? Dạ không. Mới đây hả? Dạ. Lâu chưa? Dạ khoảng 9 tầng. Mới khóa mật khẩu đấy hả? Sao tự dưng khóa mật khẩu? Em cũng không hiểu. Bởi vậy vợ em có xem trên mạng, trên TikTok không? Dạ em dạ ít coi TikTok lắm. Thế vợ em coi cái gì? Dạ em coi phim lắm, cái phim trên Facebook rồi đó. Facebook hả? Em có nghi ngờ là vợ em nhắn tin hoặc ai đó nhắn tin cho vợ em không? Vợ em phải khóa mật khẩu không? Dạ không, tại em không. Thế vợ em khóa chi vậy? Nhà có gì đâu mà khóa? Em không hiểu nó bởi vậy hay... Vợ em ở nhà thì anh nói thật, nếu mà ở nhà không lựa chọn chẳng có mối quan hệ gì thân thiết lắm đâu, sao phải khóa mật khẩu? Em không nghi ngờ có ám ảnh gì à? Dạ không. Vẫn tin vợ hả? Dạ. Tại vợ chồng sống nhau phải tin tưởng nhau. Em là 41 tuổi. Dạ. Vợ sinh năm 75 hả? Dạ. 49 tuổi. Trên nhau khá nhiều rồi. Vợ em được em cưng chiều này mà không sướng, không muốn là còn lấy được lấy chồng trẻ kìa. Vinh hạnh sướng quá trời sướng, thì kiếm đâu nữa, muốn đi đâu? Thế là vợ em đi mấy ngày rồi? Giờ đi bữa 17 tới là 3 tháng. Ui giời, cha mẹ ơi, 17 ngày 3 tháng. Sao em không đi tìm? Giờ em đi cũng đi tìm ở dưới tùm lum hết trơn, rồi bạn bè em nó tìm giùm nó rồi không gặp rồi xong. Vợ em nó hứa về hoài rồi cái em cũng chờ tới ngày có về không, cũng đã đợi không về rồi tới giờ. Lúc trước em cũng nói nếu vợ em không về em nhờ lên em nhờ anh Hải tìm giùm, nhờ anh Hải tìm giùm là nó dài. Thế cũng chờ hoài cũng không được luôn. Dạ. Giờ bắt buộc lòng phải đi tìm đúng không? Dạ. Em có thấy là vợ em có thấy là sai sai không? Vợ tự nhiên khóa mật khẩu và hai chồng cười lộn và vợ bỏ đi luôn. Dạ. Và đến giờ phút là 3 tháng. Thấy sai sai chưa? Nếu cửa lộ bình thường nhé, cửa lộ bình thường chỉ với cái điện thoại khóa mật khẩu mà mình không tác động vật lý, mình không làm gì sai quá nha, không làm gì cho cái cuộc tình nó vợ nó giận nhiều thì vợ không có lý do gì bỏ đi 3 tháng. Giận cùng lắm giận sáng trưa rồi đúng chưa, xong rồi đâu rồi vào đó. Còn tự dưng mà vợ em lại kiếm cớ này, anh nói thẳng nó kiếm cớ rồi đúng không? Thế cho nên là chắc chắn, anh nghĩ chắc chắn là em mãi đi làm kiếm tiền. Đúng không? Em giơ bàn tay nè. Ui giời ơi, sao bàn tay nó chai dữ vậy hả? Bàn tay này chắc em vỗ vào cây, chắc đổ cây. Thì em cũng ít các bạn. Đi làm bên xây dựng như em cũng ít. Em chỉ bên thước tắt. Nhưng mà sao bàn tay mình nó chai vậy hả? Tại nó gì? Tay này mà tối mà vô tình mà ngủ quên mà sờ má vợ, chắc là vợ ơi chảy máu luôn này. Có khi dưới quê mình làm vườn đó mình cầm dao mình dặm quốc luôn không? Dọn vườn đó nó chai hả? Vợ dạ. Em ấy giận em ấy, dạ. Vì cái điện thoại dạ. Nó chỉ là một phần rất nhỏ đấy, là một cái cớ này. Thì em cũng anh nghĩ rằng chắc chắn là em đi làm suốt ngày như thế này, đêm thì làm 11 12 giờ đêm, ban ngày từ sáng đến 5 giờ chiều đúng không? Dạ. Em dành nhiều thời gian cho công việc, mục đích chính là mình kiếm nhiều tiền để mình nuôi vợ con. Dạ, em sợ vợ con em nó khổ suốt người ta. Ừ, đó. Nhưng mà cuối cùng là giờ là mình lại thua xa người ta luôn. Rất nhiều câu chuyện nhiều anh trai hoặc em trai chịu khó đi làm kiếm tiền nhưng mà bỏ bê vợ con, bỏ đói. Em hiểu từ bỏ đói không? Dạ hiểu. À. Tình cảm thì mình ít dành và mình dành nhiều thời gian cho công việc. Không, em cũng tâm lý lắm anh. Em làm cái khi cần hay là vài bữa em chở vợ em đi ăn hay là đi uống nước. Ồ, ngon vậy. Dạ. Ồ, vợ già mà chồng trẻ mà lại hay nhở. Đây là độc là đấy. Vợ già chồng trẻ là tin. Ừ. Em đâu có nhậu đâu, đâu có em không biết nhậu nào, không biết. Không chơi bài gì luôn hả? Dạ, em có ở quê em có đá gà không? Dạ có mà em có đá. Có đá, người ta đá mạnh không? Dạ mạnh. Ôi sao mình không đá là cái cho nó vui. Dạ, không nuôi vài con đá. Làm kiếm tiền cực khổ quá để cho vợ cho con. Ồ đấy. Anh nghĩ rằng nếu như em là một người chồng tốt thật, yeah. Nghiêm kẻ, yeah. Mà vợ em bỏ đi thế này là đây là một cái sai lầm rất lớn cho một người phụ nữ yeah. 50 tuổi. Anh em nói trên cộng đồng mạng, cũng đồng mạng biết nếu mà em có nói láo thì anh
cứ điện về anh Đăng này mọi người biết hết. Dạ. Ở dưới ấp em, ở xã em là ta biết em á. Em họ tên đầy đủ là gì? Là Nguyễn Văn Sóng. Nguyễn Văn Sóng hả? Dạ. Sinh năm 1983. Dạ. Quê quán này à? Quê quán em là cụ thể? Ấp Chèm, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Chắc em mà nổi tiếng là chịu khó hả? À. Đó, nhìn là biết rồi. Nhưng mà thương vợ quá em ạ. À. Dạ. Thương như em là sai lắm. Thương mà để cho vợ sướng quá là sai lầm. Em có hiểu từ là các cụ người ta thường có câu á, là ăn no thì rửa mỡ chứ. Vợ em rảnh quá, vợ em sinh tật. Người vợ mình thương nhưng mà mình vẫn phải cho làm việc. Nhưng mà cho làm cái việc gì đó nó đơn giản nhẹ nhàng để giết thời gian. Kiếm được đồng nào kiếm em ạ. Chứ ở nhà không thì cơm thậm chí chẳng nấu. Làm gì? Đúng không? Bởi vì vợ em vẫn còn tuổi lao động. Khi nào ốm tha già thải thì tính tiếp. Còn mình thương quá như này không được. Bản thân em thì cũng chẳng sung sướng gì. Nếu như em đi làm việc mà một ngày em có thể nuôi vợ em một tháng thì anh đồng ý. Nhưng em phải làm cả ngày, em làm cả đêm nữa để em nuôi vợ đứa con thì mắc bớ thì tại sao cho vợ đi làm phụ. Đúng chưa? Sai lầm chưa? Thấy sai lầm không? Vợ em rảnh và em có nhiều thời gian để dành cho nhiều cái riêng tư. Từ đó sinh tật. Anh chưa dám nói chắc chắn là vợ em theo người khác. Nhưng thế này là nhiều phần trăm. Vợ em có thể là sai lắm không? Không ai mà giận chồng một cái chuyện rất đơn giản là bỏ đi 3 tháng mất tích. Em đã về quê vợ em tìm chưa? Dạ, quê gần đó luôn á. Về tìm chưa? Dạ rồi. Nhà em lên đó không được cây số. Ồ, gia đình vợ em có chia sẻ gì không? Dạ. Gia đình vợ em á? Gia đình vợ em thì cũng nói vợ em nói kêu vợ em về rồi gì đó. Có gọi được không? Gia đình vợ gọi được không? Dạ được. Gọi được mà không về hả? Dạ, hứa không à. Hứa. Cắn ớt rồi, vợ em cắn ớt rồi. Ớt này là ớt gọi là ớt thóc. Em biết ớt thóc không? Yeah. Ớt thóc là mấy trái ớt nó trọng trời ấy, nó nhỏ nhỏ cay lắm. Không nhả được. Ớt này phải ngậm nước đá. Đó. Bây giờ em nói cả đời em sống vì vợ vì con mà vợ em làm với em. Anh tin chắc chắn, anh tin nhé, chắc chắn. Vợ em theo người khác có thể là cuộc sống nhiều tiền thì vợ em mới theo thôi. Còn nhưng mà để mà kiếm một người đàn ông mà tốt thật như em ấy, anh nghĩ là chắc chắn không bày có. Yeah. Khẳng định với em không có. Mà anh dám chắc chắn là vợ em không kiếm được người nào nhỏ tuổi hơn em như em. Mà vợ em đi kiếm bây giờ chắc chắn là ít nhất là những người phải 55, 60 tuổi rồi. Em ạ. Ở nhà em cũng gắng làm á, mình kia lo cho vợ em lo thiếu thốn vậy đó. Vợ em đi là có mang theo những gì? Dạ yeah, mang chiếc xe tay ga. Tay xe gì? Alex 2020. Xe mới hả? Dạ. Gì nữa? Nữ thì... cha. Nhiều không? Dạ cũng dây chuyền với lắc với cà gá. Khoảng nhiêu? Mấy cây? Mấy lượng? Em khoảng ấy. Không hả? Chừng cây. Cây hả? Cây dạng 80-90 triệu rồi. 7-80-90 triệu. Chiếc xe nữa. Có mang điện thoại không? Dạ lấy điện thoại của em. Ồ cái gì? Tại chiếc xe em cài định vị á. Ui giời ơi, cao thủ rồi em ơi. Xe cài định vị mà để cho vợ biết. Tại... Thế là vợ ăn trộm điện thoại lên là hết định vị luôn. Thế tại... là điện thoại vợ vợ cầm đi không? Hay cầm cả à? Điện thoại của vợ em thì... Để lại, hay cầm đi. Thì cầm đi chứ, để đi nè. Không, em cầm tại bữa cự lộn vụ cái điện thoại em hỏi sao mà cài mật khẩu á. Ờ. Thì em cầm điện thoại. Xong một cái điện thoại em thì em kêu nhóc em sạc dùm, nhóc em nó không sạc. Ồ. Cái sáng ngày em coi còn có 5% pin em mới đút vô em sạc. Rồi để nhà luôn. Sạc cái sáng ngày em chạy ra ngoài chợ em mua đồ, vợ em nhà lấy điện thoại em thì... Rồi xong luôn. Đây là kế hoạch hoàn hảo. Vợ em rất tinh vi ấy. Vợ em không khờ. Trước khi đi biết rõ là cái xe mình đang gắn định vị. Mà đi là phải đi bằng xe. Mà đi bằng xe là đi bằng có định vị là đi đâu cũng biết. Thôi tao lấy điện thoại, tao lấy xe luôn. Thế là mày chả có định vị trên trời. Đúng chưa? Giờ thua chưa? Vợ ăn cao thủ chưa? Phụ nữ là không đơn giản này mà. Tưởng là đơn giản thì thực sự không đơn giản. Em thực sự giờ có mong muốn vợ quay trở về với em với các con không? Dạ. Em còn thương vợ không? Dạ còn. Thương nhiều không? Dạ. Thương nhiều luôn hả? Dạ. Anh thấy em hiền lành thật. Mà chưa biết thì sao? Em có em đi làm thì đi, còn ngày cũng làm thì em qua chùa em làm công quả. Qua chùa làm công quả hả? Dạ. Anh thấy em là người rất lương thiện. Dạ.
dắt chiều em đi làm 5 giờ em về tới nhà em giặt đồ cơm nước quét dọn xong. Sao mà ông dạ? Lúc vợ em đi á. Rồi đương vợ á sáng em đi làm tới 6 5 giờ về em dọn dẹp cơm nước cho con em xong rồi 6 giờ em qua chùa đọc kinh tới 7 giờ về. Vợ em có đi chùa hả? Dạ ít thôi. Đấy. Rồi xong rồi. Ai, vợ em như thế kia làm sao mà chùa được. Bây giờ này, nếu như anh em hiệp sĩ mình chưa mà tìm được mà vô tình mà đúng theo những dự đoán mà có thật, vợ em đang sống với người khác, không phải là một cái tình bạn đấy, vượt xa rồi, em bỏ qua cho vợ không? Không. Ok, cảm ơn em. Anh thấy em cũng rất nghẹn lòng đấy, nhưng mà cố gắng chịu được, đúng không? Không ai mong muốn là vợ mình xa ngã. Nhưng mà đôi khi vợ em chỉ một phút chốc thôi, xe lắng xe mưa mà vì nó lý do nào nó không về được. Nhưng mà thực ra là em rất thương đúng không? Em hãy nói một điều gì đó để cho vợ em xem được video này, vợ em sớm quay trở về với em với các con. Em nói chuyện đi. Tự nói chuyện. Em về với anh với con, em có làm lọc với anh không bỏ qua hết. Em về nhà cho con có mẹ được rồi. Từ khi vợ em bỏ đi đến giờ phút này, các con em có gọi lại cho mẹ em? Dạ điện không được. Không được luôn hả? Chuyện nó muốn điện về thì nó mở mạng nó điện. Chứ hoàn toàn không gọi được. Dạ. Buồn nhỉ? Dạ tỷ như 4 ngày, 5 ngày, 3 ngày vậy đó. Điện về thì mở lên nó điện, còn mỗi khi thì điện nó túi túi không. Tội nhỉ? Quá tội. Bây giờ các con em chắc rất nhớ mẹ nhỉ? Dạ, đi giờ con em bệnh mấy lần. Một bé 14 tuổi hả? Dạ. Hai gái hả? Một gái. Gái đầu hả? Dạ. Con gái em còn học không? Dạ, gái em gả ngoài Tây Ninh. Với chồng hả? Dạ, hai đứa cháu ngoại. Vậy là thông em là xui gia, có xui gia rồi hả? Dạ. Rồi, đàn ông 41 tuổi, 83, 41 tuổi, con xui gia, có cháu ngoại luôn hả? Con gái em biết chuyện này chứ? Dạ biết. Chắc chắn là gia đình đã biết hết rồi hả? Dạ biết. 3 tháng mà đúng không? Hồi sớm anh ta cũng biết đó, biết dạy em đi. Ngày hôm nay chắc chắn là đăng thông tin này là vợ em sẽ gọi về nhà. Dạ. Còn vợ em về hay không thì anh chưa em chắc. Nhưng mà anh hy vọng là vợ em sẽ nhận được cái những cái sai trái, biết những cái sai trái sai lầm của mình. Vợ em sớm sửa đổi. Còn vợ em anh nhắc lại là vợ em chỉ là một cái cớ rất nhỏ thôi, là chồng xem điện thoại nó bởi mật khẩu mà vợ bỏ đi, lại thấy đó là cái cớ nó không có gì liên quan, em ạ, nhé. Rồi hôm nay em về đây nhờ anh em một chiếc video ghi đăng tin tìm vợ, em có đồng ý cho các anh em một chiếc video chia sẻ tất cả những thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội để sớm tìm vợ em không? Dạ, anh đồng ý. Đồng ý hả? Dạ. Tất cả những thông tin em chia sẻ là hoàn toàn là có đúng sự thật. Dạ, đúng. Cảm ơn em nhé. Dạ. Anh chúc em luôn luôn mạnh khỏe. Dạ. Dạ kính thưa cô chú chị, nếu ai phát hiện thông tin chính thức chị gái hiện nay đang sinh sống ở đâu thì báo tin giúp anh em đổi hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương theo số điện thoại 0913 78 5888. Đây lại tiếp tục một bài học, không có bài học nào giống bài học. Cái chữ ngờ thì không ai ngờ, có người thì thương vợ, có người thì chiều vợ, có người thì ra tay với vợ, vân vân và vân vân. Đó, khổ không? Tội không? Có người thì bị bạn trai lừa, có người thì bạn gái lừa, có người thì người yêu gả, có người thì vợ gả, có người để chồng gạt vợ, có người để bạn gạt nhau, không có thiếu những cái cảnh nào. Hy vọng là các cô chú chị hãy xem những video này, đây là những video rất thật, anh em không giàn dựng, câu chuyện hoàn toàn là có thật. Cuối video cho phép công trần thì thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây, dạ xin hẹn gặp lại cô chú chị bạn trong những video tiếp theo, xin kính chào hẹn gặp lại.